Dự án cải tạo sân vận động Tam Kỳ được khởi công xây dựng từ ngày 26 tháng 3 năm 2024, với thời gian thực hiện hợp đồng là 420 ngày và có giá trị hợp đồng 31,1 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 10 tỷ đồng, đạt 32% giá trị hợp đồng. Hiện nay, hạng mục đầu tư nâng cấp mặt sân cỏ và hệ thống tưới nước tự động đã thi công mương thoát nước xung quanh sân bóng, hệ thống thoát nước mặt sân và hệ thống tưới nước tự động. Đang thi công mặt sân cỏ, hạng mục đầu tư cải tạo đường chạy Điền Kinh đã cơ bản thi công xong nền nhựa EPDM. Khán đài A, A1, A2 đã thi công cải tạo cầu thang sảnh chính khán đài A và lối ra khán đài A, lan can cầu thang, lan can khán đài. Cải tạo xong cơ bản các nhà vệ sinh và sơn lại tường và nền khán đài. Khán đài B đã vệ sinh và đang thực hiện cải tạo. Khán đài C, D đã cải tạo đổ bê tông nền khán đài. Đối với hạng mục nhà ở, khu nội trú, đội tuyển quốc gia và tường rào khán đài D vẫn chưa thi công. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, để kịp thời đưa sân vận động Tam Kỳ vào sử dụng cho mùa giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2024-2025, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần phối hợp, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân vật lực, thậm chí tăng ca thi công ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạng mục mặt sân cỏ, hệ thống tưới nước tự động, hệ thống đèn chiếu sáng trong tháng 8 năm 2024 và các hạng mục còn lại của sân trước 15 tháng 9 năm 2024.